Vâng, xin được chào tất cả quý vị và chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng Giáp lại đi quay cho mọi người xem một cái miếng đất mà Giáp cảm thấy là ok, quá ok rồi. Đấy, miếng này là gồm có 5H6 mà ngay mặt đập bờ lê bai luôn. Đứng đây nhìn thấy mặt đập rất là đẹp luôn. Và cái mặt đường bê tông này các bạn này, mặt đường bê tông này là 82m mặt đường này. Và cái mặt chính mặt đổ bê tông này này các bạn này là rộng là 5m nhé. Miếng đất này nằm tại xã Gia Lâu, huyện Chư Bờ Rông của tỉnh Gia Lai. Và từ đây mà ra đến trung tâm ủy ban thì 3 cây. Và ra đến nhà ở Giáp thì 4 cây nhá mọi người. Và hôm nay hai vợ chồng Giáp quay cho mọi người miếng đất tuyệt vời luôn. Vâng, và em xin chào cô chú và xin chào các anh chị nhá. Hôm nay vợ chồng em sẽ quay một miếng view cực đẹp và miếng đất liền nhà rất là ok luôn. Mọi người cùng theo dõi vợ chồng em nhá. Cái miếng đất này thì trên đất ấy họ đã trồng đủ các loại cây cối luôn, có nhà luôn. Và cái mặt hồ thì rất là đẹp, đường thì rộng, đường này đường bê tông hết, tuyệt vời. Và cái giá mà chủ nhà mong muốn cho cái miếng đất này tổng hết luôn là 2,3 tỷ, có thương lượng một chút. Và đấy là bao sang tên bìa này. Hiện tại giờ cái miếng đất này là bìa là chưa có, mà có hồ sơ trích lục đầy đủ, nhưng mà sang tên hồ sơ cho mình, khi nào nhà nước cấp bìa thì lấy. Thì là vào giá là 2,1 tỷ tổng hết, có nhà cửa ao, nói chung là mọi thứ là quy mô đâu ra đấy rồi. Và thông tin cho tất cả mọi người là trong khu vực của Giáp đây thì vừa rồi là được nhà nước đã toàn bộ là đi đo hồ sơ, có hồ sơ để chuẩn bị cấp bìa. Thì ai muốn làm bìa thì sẽ làm bìa luôn, và ai không muốn làm bìa thì sang tên hồ sơ lúc nào đấy bìa được. Cái đấy là do hai bên thương lượng và thỏa thuận. Thì hiện bây giờ là Giáp đang quay cho mọi người, có nghĩa là trong vòng độ khoảng một vài ngày tới Giáp sẽ quay cho mọi người xem những cái miếng đất là Giáp cũng, vợ chồng Giáp cũng đã đi tham khảo và đã xem tất cả đều là ok hết thì Giáp mới quay. Và Giáp sẽ quay cho mọi người xem là những miếng đất vùng quanh đập. Tới đây Giáp sẽ quay rất nhiều miếng đất vùng quanh cái đập đẹp này cho mọi người tham khảo và mua, và yêu cầu của mọi người đúng nước, nước đầy đủ, ngon lành. Đấy, và bây giờ Giáp sẽ quay cho mọi người xem cụ thể nhá. Xin mời tất cả các bạn ạ. Đây các bạn ạ, đây là cái mặt đường chính. Em bước từ cái mép đường này. Đấy, em bước qua đây, mặt đường này là 5m nhá các bạn. Đấy, 5m. Đấy, cái mặt đường to, mặt bê tông này là 5m. Còn quy hoạch là mặt đường liên đấy này là 22m nha các bạn. Và như các bạn thấy đứng ở đây phát này nhìn thấy là mặt đập luôn. Mặt đập nước bên đây. Đấy, toàn bộ đập nước là nằm ở phía bên đây. Đó các bạn ạ. Từ đây mà ra đến mặt nước, mặt đập kia thì chắc tầm độ khoảng 100m là đến mặt nước. Và cái đất của mình thì bắt đầu từ bên đây nha các bạn. Bắt đầu là từ cái cột điện này. Từ cái cột điện này kéo thẳng theo sang cái mép bên đây, là sang đến cái mép cột điện bên kia là hơn 80m. Và đây là khu vực chính. Thì mời mọi người đi vào đây. Gia đình thì có trồng rất nhiều loại các bạn ạ. Chỗ thì ớt, chỗ thì dưa leo, chỗ thì ổi, chỗ thì sắn, chỗ thì lúa, chỗ thì sắn mì đấy, chỗ thì bắp, nói chung là rất là nhiều. Đây các bạn bước vào đây, đất rất là đẹp và bằng phẳng, có nhà cửa hẳn hoi. Rất là rộng. Từ đây mà ra đến ủy ban thì nó quá gần đi. Ra đến chỗ có 3 cây, tất cả đường đều bê tông, các bạn không phải đụng chân xuống đất một tí nào. Đất ở đây thì có đất là pha sỏi, đất pha sỏi. Sỏi này gọi là sỏi cơm, sỏi ngô. Đấy là đất pha sỏi nha các bạn. Và kia là nhà điều hành của thủy lợi. À, ngày hôm nay Giáp quay cho mọi người xem công khai vị trí luôn. Đấy. Đây, khu vực đây là gia đình trồng thanh long. Và đây xin mời mọi người, đầu tiên là vào có căn nhà. Thì xin mời mọi người vào thăm nhà. Cạnh nhà là có ao Hà Nội. Bây giờ mời mọi người là vào thăm nhà. Trước cửa nhà là có một cái cây hoa giấy rất là đẹp luôn. Và đây là thanh long này, bơ này, rồi na thái này, mận này, xoài, ổi, mít, nói chung này, Gì cũng có. Đây. Và xin mời các bạn mình cùng vào cái căn nhà này để các bạn cùng xem căn nhà. Đây các bạn, nếu các bạn đứng ở trước cửa nhà đây thì các bạn nhìn ra cái mặt hồ kia, nhìn ra cái mặt hồ nước đây. Đây các bạn nhìn thấy không? Toàn bộ là quá tuyệt vời luôn. View quá đẹp. Và đây là căn nhà. Xin mời các bạn vào cái phòng khách. Đầy đủ hết nha các bạn, vào chỉ việc ở thôi. Đây là một cái phòng khách này. Hai phòng ngủ. Và đây là bếp, bếp cũng rất đẹp luôn. Nói chung là cũng hơi thấp một tí thôi nhưng mà rất là sạch sẽ và gọn gàng để dành. Đây là khu vực này là nhà tắm này. Đây nhà tắm đây, và trên có lóng lạnh hẳn hoi. Đấy, khu vực. Đây là cái nhà gỗ ngày xưa và chủ nhà cũng có xây lên trên này rồi. Đây là không gian bên bên đây. Đấy, đây là một cái nhà gỗ ngày xưa này. Nói chung là không gian là quá rộng. Và xin mời mọi người là mình cùng đi sang bên đây để mình cùng đi thăm trực tiếp cụ thể là chất đất.
Xin chào chủ nhà. Đây là xe bắt đầu vào bốc nông sản của gia đình. Là xe này là vào là chở dưa. Đây là xe ô tô. Không sao đâu em, đi vào được là đi ra được. Đây là xe chở nông sản nha các bạn nhá. Vào hẳn giữa đất luôn. Rồi, cạnh bên đây thì các bạn thấy là ao. Đấy, chủ nhà có làm cái vợt. Đây là ao thả rất nhiều các loại trê to, toàn trê 7-8 cân, 10 kg. Nhưng mà thả mấy con vịt này thì bị cũng phải vây lưới chứ không trê vào nó đớp hết các bạn ạ. Đây là chuối này. Quay cụ thể luôn, mình quay cũng chả bỏ gì đâu. Quay rất là cụ thể, quay chi tiết cho mọi người. Đây là khu vực máy cày ngày xưa. Khu vực là để máy móc, đây là gia đình cũng có hẳn một cái máy, mua hẳn một cái máy cày. Làm cho nó hoành tráng. Toàn bộ hệ thống tưới mình quay rất cụ thể nhá, chi tiết. Để các bạn nào mà muốn chốt ý, thì chỉ việc gửi cọc ấy, khỏi cần đi thăm. Bên này trồng cây cóc, bên này cây dâu ăn quả. Và bên đây là nuôi gà. Tiếp tục là xin mời mọi người đi xuống trực tiếp thăm. Ôi trời ơi. Chèo chèo. Trực tiếp thăm cái vườn dưới đây. Và toàn bộ hệ thống đường ống đã chôn đầy đủ ớt giáp hết. Đây đường ống, tất cả các đường ống tưới này là đã được gia đình chôn lấy nước từ dưới đập lên. Hai bên. Đây là đường ống nước đã chôn đầy đủ nhá. Hệ thống là tuyệt vời luôn. Đấy, hệ thống ống tưới là đã chôn đầy đủ. Và bây giờ là mời mọi người sang cái khu vực đang trồng màu dưa leo đây. Vừa nãy xe và chở dưa. Đây các bạn ạ. Ui ui, chui vào cái khe này ra nào. Đây các bạn ạ. Thấy chưa? Không có ông đốt đâu, thu dưa suốt ngày mà. Đây các bạn ạ. Đây là dưa này, dưa trồng tốt không? Đây là tất cả toàn bộ đường ống gia đình đã chôn hết. Đây các bạn ạ, mời các bạn đi thăm. Bây giờ đi thông thẳng sang bên kia luôn. Đấy, đi ui, xài năm các bạn ạ. Làm dưa này đúng kỹ thuật luôn. Đi là đi ở giữa. Đấy, đi ở giữa này sai quá không? Em ăn xin quả dưa nhé cả nhà nhé. Lại ăn trộm dưa. Đây là dưa, xin mời các bạn là đi thông qua được luôn. Tuyệt vời. Mình muốn quay cho các bạn xem là chất đất ở đây rất là tốt. Và trồng rau màu thì tuyệt vời luôn. Đây này, các bạn ơi, dưa này. Đấy, dưa xài lắm anh ạ. Đi ở trong này sướng lắm các bạn ạ. Mát lắm. Ở đây không có ong đâu, người ta làm suốt ngày làm gì có tổ ong. Đây các bạn ạ. Ui dồi ôi. Tuyệt vời, đi sang bên kia. Mình sẽ đi quay vùng quanh, quay cụ thể, quay vùng quanh cho mọi người cùng xem. Đây đúng là một mô hình tuyệt vời các bạn ạ. Đẹp quá. Ui dồi ôi, quả đây. Sai thế nhỉ. Giống như kiểu ở Đà Lạt đấy các bạn ạ. Ong bay u u. Nhiều lắm. Đây là mình đi vào cái luống giữa bên trong, nói chung là khu đây như thế thôi. Tí mình đã đi sang thông sang bên kia để quay cho mọi người cùng xem. Từ đây mà đi ra đến trung tâm huyện Chư Bờ Rông thì khoảng vào 50 cây, mà đi ra đến sân bay, đi tới sân bay thì khoảng 700.000 tiền taxi. Là không biết là bao nhiêu, là 700.000. Tất cả hai bên tường rào đã được gia đình gọi là chôn hết cột, căng dây kẽm gai. Đâu vào đấy hết, tất cả đường đi là như thế này, bên này. Và tất cả đường ống hệ thống nước tưới là đầy đủ. Đấy, dây kẽm căng là đâu vào đấy. Hôm nay là trời nó hơi âm u. Đấy, cứ chui theo cái đường này là thẳng bên kia. Là đi ở bên trong, còn đây là luống này. Đấy. Là đầy đủ như thế hết. Thông tin cho các bạn. Và đây là cái đất. Đất này là đất sỏi, có sỏi. Nhưng cái đất có sỏi này mà các bạn trồng tất cả các loại cây, nó thoát nước, nó ok các bạn ạ. Đấy, xin mời mọi người là chúng ta tiếp tục. Đây, cứ thẳng đường thẳng nối này. Tí mình qua bên kia mình quay cho cái khu vực vườn trồng ổi. Ăn ngon không? Đây các bạn ơi, tốt không này. Đấy, nhà người bên kia vác. Tí nữa quay cho các bạn xem ổi bên kia. Và ở đây thì còn có lúa ở dưới kia nữa cơ. Có mấy sào lúa cơ. Ở đây là đủ loại, không thể đói được. Ao hồ sông nước là tuyệt vời luôn. Đây các bạn ạ. Ui tốt như này mà. Hoa nó sai này. Đấy là trồng làm farm là quá đẹp luôn. Đấy, chỗ kia thì hơi pha. Chỗ này thì lại đất thịt này. Nó mấy, ba loại không có sỏi mấy đâu. Ừ, đây không có sỏi đâu. Đây các bạn này. Chỗ sỏi chỗ không. Nhưng mà cái chất đất này anh nhìn trồng cây này là anh biết. Ui dồi ui, các bạn ơi, nhìn nó xanh tươi thế này. Nó tốt thế này. Toàn những quả anh ơi. Ui ui. Không biết là họ làm thông minh nhỉ. Làm kiểu này cứ chui ở giữa thì hay vui phết. Các bạn ơi, lại tiếp tục là đi xuống dưới này. Mời mọi người là mình đi xuống cái khu vực dưới này. Tất cả các cột hàng rào cũng đã được rào chôn ớt giáp hết rồi. Đây, đã chôn và kéo lưới hết rồi. Danh viên rõ ràng 5H6, tuyệt vời luôn, đúng một mô hình. Sao em suốt ngày ăn hái trộm dưa hấu người ta đấy? Quả dưa này dưa gì? Dưa này là dưa neo. Dưa chuột. Quả này quả dưa hấu.
anh ở giữa đâu. Đấy. Đây các bạn ơi, tiếp tục là lại trồng tiếp cái này là cái gì đây? Dưa tiếp đây. Cái này dưa hay là bí hay bầu? Dưa non mà. Dưa non đấy. Các bạn ơi, người ta hết làm farm. Rồi lại đến đợt này đấy. Hử? Chị bảo là hết hết đợt này đúng không? Là đến đợt này. Chị bảo đấy. Ừ, lại đi xuống dưới kia. Ôi, cái này trồng cái gì ấy, không phải dưa. Dưa. Không, mình đi thẳng xuống dưới kia, mình đi theo biên thẳng xuống để cho các bác ấy thăm biên. Thứ nhất là đi xem cái danh biên, xuống dưới kia là trồng mì, bắp, lúa. Nói chung là hai ông bà này ở đây là không thể đói được, nhưng mà do cái điều kiện nên là gia đình muốn chuyển nhượng lại thôi, chứ bán đi thì tiếc đứt từng khúc ruột các bạn ạ. Bên này họ trồng bắp này. Các cả các đường ống nhá. Thì chủ nhà có nói là bán thì để lại toàn bộ cho mình, nhưng mà riêng về hoa màu thì chủ nhà sẽ thu, vì công sức đổ ra quá nhiều thì chủ nhà sẽ thu toàn bộ hoa màu. Nói chung là tất cả hai bên cứ gặp nhau để nói chuyện nhé các bạn nhé. Giáp chỉ có biết là đưa toàn bộ cái thông tin là review. Quên review. Anh không được ăn nên là anh đang nói rồi. Là review toàn bộ cho các bạn xem như thế. Vào đây là làm ăn là chắc không sợ đói đâu. Mình cũng tham gia với các bạn là như thế. Vì Giáp còn đang định bán nhà Giáp đi để vào đây mua, mà các bạn thấy thế nào? Đang tính vào đây chuyển nhà cho ông ấy ra đấy, mình vào đây. Nhưng mà xem ra là không phù hợp với nhau. Đây các bạn ạ, ở đây thì gia đình cũng quá trồng đậu phộng này. Cũng tốt, tốt ngụm lên. Nói tóm lại là hôm nay thời tiết nó cũng hơi u âm, âm u. Cái mì này các bạn thấy mì tốt không? Mà cái đất của mình là bám thẳng hết một cái mặt suối kia. Ở phía bên dưới thì gia đình có trồng lúa, xong đến trồng mì, xong đến trồng đậu phộng, xong bắt đầu đến trồng dưa leo, xong đến trên kia là dưa gang. À cũng dưa leo luôn. Tất cả là đều trồng dưa leo. Trên bên kia thì trồng ổi, đường đi thì ở giữa. Nói chung là làm bài bản giống như kiểu Đà Lạt thôi. Ổi lê là ổi lê. Ổi lê. Ở đây 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 giống như kiểu farm của Đà Lạt rồi. Nói chung là đẹp. Đà Lạt làm đẹp như Đà Lạt luôn anh ạ. Đấy, thấy chưa các bạn thấy không? Đấy, cứ đầu tới đấy nhìn tuyệt vời mặt trời như này như thế nào nữa. Anh bắp này bắp nếp hay bắp Mỹ à? Bắp Mỹ. Bắp nếp. Bắp nếp hả anh? À cái này bắp Mỹ các bạn ạ, nói chung là mình chả phân biệt được. Bắp Mỹ, bắp Mỹ. Đấy, chủ nhà là vui tính nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Rồi, đấy, anh chủ nhà rất vui tính. Các bạn cứ trực tiếp gặp liên hệ làm việc. Giáp cứ đến nhà Giáp, Giáp dẫn vào. Giáp đảm bảo cái miếng này làm chỉ có thắng thôi. Đây này, các bạn thấy cái cây đậu phộng mà nó to, nó tốt thế này. Đây, đường đây. Từ đây mà ra đến ủy ban là đứng đây nhìn ủy ban luôn. Ui dồi ôi, các bạn ơi, nhìn cái vườn mì này. Nói chung là hôm nay là hơi u âm tí, đi thăm lúa tốt. Đấy, mình thì là có sao là mình quay vậy, mình quay cụ thể nét nét luôn. Tí là mời các bạn đi lên thăm cái vườn ổi bên kia. Tất cả hai bên hàng rào là chủ nhà cũng đã rào rồi. Ngon lành. Ngon lành cành đào. Rất là ớt giáp. Rất là ớt giáp. Nói chung là rất là được các bạn ở đây dùng. Đúng rồi, cái nằm ở bên kia còn bám một mặt suối mới oách chị đi. Nước nhá, đảm bảo với các bạn nước nhá, tưới nhá. Có nghĩa là bao giờ mà hạn hán gọi là nghìn năm mới có một lần thì chắc cũng không hết được. Tại vì nó có cái đập ấy. Ở bên kia có đường chưa? Ừ, bên kia có đường. Đấy, xin mời mọi người, mình cứ làm, mình cứ quay cụ thể. Có sao là mình cứ quay thế. Đây là đang mời tất cả mọi người đi xuống xem lúa. Xem lúa là lúa, cái vườn lúa này như thế nào, có tốt không? Thì có đủ để ăn vợ chồng con cái ăn một năm không? Các bạn ơi, mì cỡ này mà chất đất này thì không chê rồi, cứ có nước không chê rồi. Và đặc biệt các bạn ạ, một cái điều đặc biệt xin tư vấn luôn, thông báo luôn với cả mọi người là ở đây là nuôi yến thì tớ chả biết cái gì, nhưng mà tớ chỉ biết là theo dõi cái link của thằng cháu nó đăng lên là tháng vừa rồi nó vặt được 21 kg, và cái tháng trước đấy vặt 21 kg, nhưng mà tháng sau nó lại đăng lên nó lại bảo là mới vặt được 9 kg 4, thì không biết là một năm nó vặt được bao nhiêu tổ. Chắc khả năng là nó phải vặt được một năm, chắc phải được tạ 2, tạ 3 yến. Yến ở trong giáp nó đang hoành tráng. Ui ui. Thế bên kia luôn. Từ kia sang đây này. Rồi. Cái đất này mà trồng nhãn trồng vải ở đây thì nó làm này, cái mô hình. Nhà. Cây đô lăm. Ui, nói quá là tuyệt vời luôn thật. Nói chung là đủ hết rồi, đủ hết các loại, không thiếu cái loại gì các bạn. Cái đất này nó thoát nước thì thôi rồi luôn. Ông nào mà có cái giá tầm độ khoảng hơn 2 tỷ vào đây sống, nó cái chung này. Bạn nào mà có tầm độ khoảng trên 2 tỷ và các bạn vào đây sống một gia đình quá khỏe luôn. Không phải bươn chải bon chen gì.
Đây là toàn các bạn ạ, đây là lúa này, mới trồng lúa này, rắc phân phát là tốt mù luôn. Cẩn thận không nó tốt, nó ngập. Đấy anh biết ngay, không đi theo mép về đây rồi, đất nó nún. Thì bây giờ là mình sẽ đi sang cái bờ biên bên kia và cắt thẳng lên trên. Đây là Giáp đã đi là hai được hai bên rồi, cái đường thì ở giữa Giáp vừa đi xuống, thì ở cạnh bên kia và bên đây, mênh mông, bằng luôn các bạn ạ, nhìn các bạn nhìn miếng đất từ đây lên trên kia này, bằng luôn. Báo cáo mọi người là hôm nay là trời nó sắp mưa, nó hơi âm u nên là tình hình là cái hình ảnh thì nó chưa được gọi là sắc nét ngon lành. Thì báo cáo mọi người là mọi người mà chốt thì Giáp cố gắng mua thêm cái máy mới. Cái máy này nó đi theo Giáp được 2 năm rồi nên nó hơi cũ một tí. Thì báo cáo mọi người cái máy quay của Giáp này thì cũng chỉ có vào báo cáo mọi người là hết có khoảng 8 triệu 3 là quay được rồi. Thì báo cáo mọi người là đây này, nước này. Bên này ấy, thì họ sẽ làm lúa vì là nó sẽ thấp hơn một chút nhá. Đấy thì là có cái dòng nước chảy đây. Nước chảy là chủ nhà là bơm một phát là từ bên kia. Các bạn muốn làm lúa hết là lúa hết. Mà các bạn muốn làm đất thì làm đất. Đấy là thoải mái. Đây là có nước chảy rách. Nói chung là trong Giáp bây giờ nó đang là mùa mưa. Mùa mưa rất là ghê gớm. Mưa to. Đấy, hôm nay thì nó chuẩn bị mưa, nó âm u. Và bây giờ xin mời mọi người là tiếp tục mình đi lên trên kia để thăm cái vườn ổi và thăm cái hàng biên bên kia. Miếng đất này thì cũng nhìn thì cũng là nở hậu, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Miếng đất này đúng miếng đất là cái hình cái túi luôn. Mà có sở thích gọi là mua đất mà không muốn nó gọi là ngoằn ngoèo ấy thì miếng này là hợp lý. Đúng rồi. Bây giờ là đây là cũng lại là một cái đường ở giữa bên kia nữa các bạn ạ. Còn bên kia nữa mà biên bên kia cũng chôn hàng rào kéo dây hết rồi. Của mình Giáp bên đấy. Thì bây giờ xin mời mọi người là mình lại tiếp tục là mình đi lên cái ấy trên kia. Cái vườn ổi. Thăm, mời các bạn lên thăm một cái vườn ổi trên kia. Mì tốt. Thôi mình lại đi ra đây để đi lên vườn ổi cho nó dễ các bạn. Các bạn nhìn này, vườn mì này. Một cái vườn mì gọi là quá chuẩn luôn. Hôm nay mình sẽ quay thật cụ thể và chi tiết cái miếng này cho mọi người cùng xem. Cái này mà các bác sau này mua về các bác chuyển đổi là trồng nhãn. Đúng rồi. Trồng nhãn là đất này trồng. Nếu các bạn mà làm một vườn nhãn đây, nếu mà các bạn trồng được một vườn nhãn trong vòng độ khoảng năm thứ tư đến năm thứ năm, nếu mà nguồn thu nhập mà hiện tại ổn định như bây giờ thì tỷ hát là bình thường các bạn ạ. Trong Giáp đang tỷ hát luôn. Tỷ hát luôn. Đường đi đây, hai bên trồng nhãn luôn. Các bạn mà làm một cái vườn nhãn ở đây, nhãn thì là tớ có kỹ thuật đây rồi. Các bạn làm thì ok luôn. Riêng nhãn vải. Đất này okay. Có thể trồng được cỏ hành. Nói chung là trồng xuống đường chưa trồng bao giờ thì không biết tụi anh. Làm nói chung là làm đất này làm được nhiều thứ. Và bây giờ xin mời mọi người lên thăm cái vườn ổi là xem như thế nào. Và xin mời mọi người đấy, bên này là trồng mì rất là tốt, đẹp. Nói chung là cũng phải cần vào một chút vốn nữa các bạn ạ để đầu tư vào đây. Còn nếu bạn nào mà không có vốn, không có tiền mà mua xong rồi hết đấy, gọi là hết tiền đấy, thì các bạn cứ lai dai trồng mì, trồng bắp, trồng đậu, trồng gì ăn là cũng được rồi. Còn bạn nào mà có dư một chút vốn mà bạn đầu tư bạn làm vào đây thì thắng ngay, thắng trăm trăm luôn. Tại vì cái nguồn nước ấy các bạn ạ, cái nguồn nước là cái nguồn quan trọng mà chủ nhà đã chôn đường ống từ dưới đấy lên đây đầy đủ hết rồi, chỉ việc cắm vào là fit, cắm vào là xịt, xịt thoải mái, xịt không bao giờ cạn được. Nguồn nước thì ok luôn. Đấy, bên này là chủ nhà lại tiếp tục là dưa leo, tại vì người ta sẽ dồng luân phiên các bạn ạ. Đây là một nhà phân phối dưa leo cho hai cái xã Gia Lâu và Gia Bi, ra ngoài Gia Lai luôn, gọi là ăn ốm. Có nghĩa là ăn không hết được. Cái gọi là nhà phân phối, chuyên phân phối dưa leo. Không phải nói là trồng dưa leo ở đây cũng giỏi nhỉ, trồng giỏi thật đấy. Đẹp lắm các bạn ạ. Đây mô hình đây. Bên này thì trồng mì này đấy. Cái này có thể trồng dưa leo cung cấp cho cả tỉnh Gia Lai đấy. Không ăn không phải hết. Bây giờ xin mời mọi người là đi thăm vườn ổi nhá. Đó. Đây là đang ươm này. Đây, giống này. Nói chung là các bạn thấy mô hình người ta làm như thế nào. Ươm nhỏ anh nhỉ? Ừ, ươm những bịch đúng vào ngón tay. Đấy, làm hàng dọc hàng ngang, nói chung là làm bài bản phết nhỉ. Người ta là ngâm cứu rồi các bạn ạ. Đường đi này, thấy chưa? Cây tre ở đây mình đầy cái cây này. Cái này là dễ chăm sóc. Anh ơi, cái cây tre này mua bao nhiêu tiền một cây ấy? Đây, tự đi lấy thôi. Tự đi lấy được, không cần phải mua. À, ở đây rất là nhiều cái cây này tự đi lấy được. Cái lưới thì phải mua thôi. 4.000 một cây trở về tới nhà. Cây này cao mấy mét hả anh? 3 mét. 3 mét. Đấy các bạn ạ, nếu mà mình mua ấy thì 4.000 một cây này là họ trở về tới nhà cho mình luôn. Và cái cây tre này nó rất đặc. Cây tre này dùng được độ khoảng 2 năm không anh? 2 năm ấy.
2 năm. Đấy, 4.000 một cây 2 năm, đường ống là có đầy đủ hết rồi. Đấy, bên đây nữa, đây vườn mì mình tút bên kia cơ. Bây giờ đi thăm ổi nhá mọi người nhá. Tức là trồng được 2 năm. Đây các bạn ơi, nhìn này, hoa này. Hoa nó vàng trối trời trội luôn. Chắc cái hoa dưa leo này ăn cũng ngon đấy em nhỉ. Chắc ăn được cái gì. Ôi giời ơi. Hỏng hết quả người ta. Đây xin mời các bạn vào thăm một cái vườn ổi bên đây. Chủ nhà có trồng ổi vừa rồi là cũng làm một vườn ổi đây không biết như thế nào. Mình mà mua thì chỗ này chắc mình trồng hết mai với cả trồng hết 2 hạt mai. 2 hạt nhãn. Thế còn 1 hạt thì cứ làm màu này ăn sinh sống hàng ngày. Còn dưới kia thì đâu thì mình làm bắp. Đây các bạn ơi, ổi đây. Thì xin quay cho mọi người xem ổi nhá. Đây là cái vườn ổi và chủ nhà cũng đã bọc hết rồi. Không biết bao nhiêu cây. Nhiều phết đây này. Bao nhiêu cây nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cứ gọi mười mấy cây đi. Mười mấy cây nhân với chắc phải được khoảng hơn 100 cây các bạn. Hơn 100 cây ổi. Ổi này ổi gì em nhỉ? Ổi lê. Ổi lê á? Em ổi lê cũng giòn. Cái này gọi là ổi lê các bạn ạ. Chủ nhà thì mới bọc lại. Chưa có đường vào các bạn ạ. Xin mời mọi người đi theo mình lên trên kia nhé. Toàn bộ đường ống là chủ nhà đã có đầy đủ hết rồi. Đầu tư cái đường ống này cũng khá là kém tốn đấy. Đấy các bạn ạ. Khá là tốn kém. Ok. Bây giờ ai mà mua được cái mảnh này mà không bao giờ sợ bung toang. Đâu mà sợ. Mảnh này là quá là nhiều nguồn thu luôn. Nhà cửa mọi thứ gọi là đâu ở đấy mít cũng có đầy đủ hết. Muốn ăn quả gì có quả đấy. Đấy, cả cóc, quả dâu này. Ui, quả dâu này em ơi. Dâu này chắc ăn chua lắm ấy. Quả dâu. Đây, đường ống đã chôn như thế này rồi. Đầy đủ, chỉ việc ngắt máy phát là lên thôi. Và đây như các bạn thấy là ổi đây. Ổi cũng đã ra trùng, gia đình đã trồng. Quả này có ổi lê. Ổi lê à? Ổi lê. Nếu các bạn muốn ghép cái ổi gì thì các bạn ghép. Đấy, đường ống tất cả đầy đủ hết rồi nhá. Đây, xin mời mọi người cùng đi qua bên này để mình thăm cái biên phía bên đây. Tìm ong ấy. Ong đốt cho thì sưng hết mồm lên là đọa đi. Ong đốt rồi chợ đá mảnh. Đây các bạn ạ. Đây mình qua đến phía bên đây nhá. Đây là các bạn thấy là bắp này. À quên, bắp trồng sen với cả mì. Đây các bạn thấy mì này. Nhà thì bên kia nhá. Mì này. Mình quay là hôm nay là mình quay là hơi bị dài dòng văn tự đấy. Nhưng mà bạn nào xem kỹ là bạn nên sẽ nắm được hết. Xin mời mọi người là đi sang cái biên bên đây. Tí nữa mình sẽ quay lại quay cụ thể vườn ổi không. Các bạn nhìn một cái vườn mì nó cỡ này cơ mà. Nó đều cỡ này cơ mà. Đều luôn bằng. Vào đây mà bạn nào mà bảo là chê cái miếng này thì chắc khả năng là không ai. Bạn không thể đi mua đất ở đâu được. Quan trọng là thương lượng giá cả thôi. Chứ còn không có một cái điểm gì để mà chê được nó thẳng thế luôn. Không phải quá khen đâu. Nhưng mà bạn đến thì là bạn sẽ biết được cái cụ thể cơ. Vì nhìn ở trên video thì cái khả năng là hơi khó. Đấy. Nhưng mà bạn đến mà bạn thấy cái chất đất mà nó cỡ này, nó hơi xìa xìa nữa này, mà nó gần cái mặt nước cỡ này. Về mọi thứ thì nước non rồi, cây trồng nói chung. Bạn nào mà bạn ấy chê thì đúng thật sự không có nói gì luôn. 5H6 ở đây, cỡ như thế này. Từ đây ra ủy ban con cái đi học, toàn bộ không đụng chân xuống đất tí nào. Mặt đường rộng, mặt đường bê tông rộng 5m quy hoạch. Mặt đường là 22m. Đấy, bạn đi kiểu gì. Sao lại ngồi ở đây? Đốt chưa? Đâu ong đâu ong. Không, nó không đốt đâu, nó bà có tổ nó mới đốt. Em đang ngồi nhìn lá, em bận lá, em bẹn lá xong đi nhìn con nhìn ong trước mặt sợ. Có tổ đâu đốt đâu, ổi đâu, có khả năng chín không? Còn nào chín này. Các bạn ạ, ổi thôi, bây giờ chủ nhà. Đây chủ nhà vặt hết quả đi các bạn ạ. Quả nào dùng được mới để, còn không dùng nó vặt hết. Quả nào chọn. Rồi bọc thế này thì mình biết quả nào chín anh. Chưa chín đâu em ạ, mới mà. À, bơ này. Bơ. Bơ mùa này thì chưa có hoa. Đây là ổi các bạn ạ. Anh tin chắc là không có ổi, không có quả. Vì mới đây quả mới không. Ui, quả gì chín này, ổi to. Các bạn ạ, đây là ổi này, toàn bộ ổi đây. Mình quay cho các bạn xem vườn ổi luôn. Bạn nào mà biết làm về ổi thì độc làm cái này thôi, bán cũng ok rồi. Biết bao nhiêu cây, nhưng mấy trăm cây, hơn 100 cây quá. Khoảng đấy các bạn ạ. Khoảng đấy sai cái nói ổi nó rất là nhiều quả trắng hốt hết cả cờ trắng hốt hết cả vườn. Cái này mà nó chín nó vặt chắc thì thôi sướng có hình như thỉnh thoảng cũng quả chín rụng ấy.
thơm thơm, thấy có một quả thơm thơm. Thơm á. Ừ. Đấy thì thông tin thì đâu? Thả quả đấy không anh? Đúng rồi. Thì cứ hái xin đi hái. Cho em hái nha. Các bác đừng mất chị nhờ. Đây đây có quả nữa này. Đây có quả nữa này, không biết. Em xin chưa? Em xin anh rồi. Thôi cứ hái đi nên thì đây. Đây chín chưa chứ? Chắc ăn được rồi chứ. Không có lẽ tôi lên giùm hai nấu. Thôi cứ hái ba quả lên đây xin đã. Để tính. Đi đường này, đi đường này. Được. Các bạn ơi, tìm đi tìm lại tìm tới tìm lui cũng hái được ba quả. Nhưng mà không biết ở bên trong nó chín hay nó sống như thế nào. Mình xin thêm một quả nữa là 4 quả đi. Mình hái được một quả đi các bạn ơi. Mình hái được một quả. Đây, đường dây, đường ống, tất cả mọi thứ đã đầy đủ nhá. Thì ngày hôm nay Giáp đưa thông tin mọi người như này. Nếu mọi người có nhu cầu thì nhà Giáp cách cái miếng đất này chỉ có khoảng 4 cây thôi. Mà đi qua nhà Giáp thì sẽ vào được miếng đất này. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ đến nhà Giáp phát là Giáp dẫn vào đây. Giáp, ai mà mua được mảnh này thì cho Giáp vào chung và trông. Có nghĩa là Giáp trông nom mọi thứ cho các bạn luôn. Rồi các bạn sau này các bạn về các bạn có được cái mảnh vườn này thì các bạn quá tuyệt vời các bạn ơi, đầy đủ này, có cả cái quả gì đây này, quả dâu đây. Cháu chào bà nhá. Bà đang làm gì bà? À đang đóng cái cán xẻng. Đây là các bạn ạ, nhà cửa có đầy đủ mọi thứ. Từ đây nhìn ra mặt đập này, các bạn nhìn thẳng ra mặt nước này. Đứng đây mà nhìn ra mặt nước là các bạn nhìn phát thấy luôn. Đây nhá, các bạn đứng đây nhá. Đấy, mặt nước các bạn thấy chưa? Nếu mà bạn nào làm một cái nhà sàn đấy, đây mới nhìn dài thì quá tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì Giáp quay tổng thể mọi thứ cho mọi người cùng xem. Thì cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả mọi người cũng đã luôn đồng hành cùng mình và đăng ký ủng hộ kênh cho mình. Bên này thì chủ nhà có dòng ớt này, còn bên này cái cây tre này thì nếu đi chặt có thời gian đi chặt được thì ở đây cực kỳ nhiều. Còn nếu mà các bạn không có thời gian đi chặt được thì mua 4.000 một cây là trở được về đến đây. Và điện đóm mọi thứ là đã có đầy đủ, ớt Giáp hết, không có thiếu một cái gì. Và từ cái chỗ mà bắt đầu cái mặt đường này này, đây là Giáp sẽ đi ra ngoài một lần nữa để cho mọi người cùng hình dung, là đi từ cái mặt đường này mà ra đấy cái mặt đập kia. Đấy các bạn nhìn thấy đập luôn, nó cách một cái đoạn này thôi. Đoạn này là đất của thủy lợi, đất của đập này thôi. Là mình gia đình thì cũng đã chôn cái đường ống từ ngay cái đường mương kia chạy thẳng lên đây rồi. Đấy các bạn nhìn thấy, nhìn ra mặt nước, xây nhà yến vô tư. Và đây là một cái biển ghi là đập bờ Lê Bai, hồ bờ Lê Bai. Đấy là các bạn nhìn thấy cái hồ bờ Lê Bai là cái bản ở kia. Và đây là cái đường đi này. Đấy, cái đường đi lên đây là nhà điều hành. Và theo cái con đường, theo cái hướng này, con đường này, hướng này thì các bạn ra đến trung tâm xã Yalo và đi ra thành phố Pleiku. Đấy, theo cái hướng này. Cái hướng này hướng đông nhá. Hướng đông là rất là tốt luôn. Đất của mình thì ở đây nhưng mà nhà sẽ làm đến hướng đông. Xin lỗi các bạn là Giáp vẫn cầm cổ ổi nhá. Đấy, thì đi theo hướng này là các bạn đi ra trung tâm xã rồi đi ra đến thành phố Pleiku. Mà các bạn đi theo cái chiều ngược lại này này. Đấy, đi theo cái chiều ngược lại này, các bạn vòng qua cái mặt đập kia. Đấy, như cái người đang đi ở bên kia. Thì các bạn đi ra đến quốc lộ 14A. Là đi từ đây ra quốc lộ 14A thì hơn 20 cây số. Là đi cái đường này ra quốc lộ 14A. Là Giáp hay đi đường này về Đắk Lắk. Đấy, thông một cái, các bạn đi thông một phát là ra đến Chư Bứ, E Leo. Đấy, nó ra đến E Leo. Ra đến cầu 110. Đấy, là đi được đấy, là ra được. Đi đường này cũng ra được. Và cái mặt đường thì toàn bộ như thế này là đã được bê tông hết rồi, không còn một cái chỗ nào mà đụng chân xuống đất. Thì cái đất của mình như các bạn thấy là mặt bên đây là tuyệt vời nhá, là tất giáp thế là được rồi. Đấy thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và gặp lại tất cả các bạn ở các cái video lần sau. Chúc mọi người là làm ăn luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Và nếu các bạn lên đây có dịp thì xin mời các bạn ghé nhà Giáp uống nước trà hoặc là ăn một miếng cơm. Đấy thì Giáp mời chân tình, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình cứ đến đây mình xem, mình tham khảo một cái farm này để các bạn làm. Kia thì có ao hồ, nhà cửa, máy móc đầy đủ, nói chung là đường ống không thiếu một cái gì cả. Đấy, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì bây giờ quay vào cụ thể là như vậy thôi. Thì có sao thì Giáp cụ thể như vậy. Xin chào mọi người. Ổi hả? Ngon không? Đây anh được quả này. Được ba quả. Đây là anh chị chủ nhà đây, mình cũng quay luôn. Anh chị chủ nhà có sao quay vậy? Không có giấu giếm gì, đầy đủ hết luôn. Đây là nhà cửa thì có sao quay vậy? Trước nhà có cây hoa rất là đẹp. Đấy, lấy muối ra chấm nhỉ. Không cần chấm muối ngọt đấy. Đấy, anh chị chủ nhà trẻ tuổi nhưng rất vui tính, rất ok. Năm kia gần 2 tấn là em được bán lẻ không? Ôi ạ. Xỉ nào. Ôi. Có nhiêu đấy mà nó bán lẻ không đâu có xỉ. Gần 2 tấn quả luôn. Chồng em đi xuống dưới phố Túc làm dưa hấu, em một mình em ở nhà em toàn ship lẻ không? Ship lẻ không? Okay. Là 2 tấn quả này. Gần 2 tấn. Gần 2 tấn quả. Đấy,
chủ nhà là cũng thông báo luôn anh chị trẻ, nhưng rất là ok thoải mái nhé mọi người nhá. Rồi xin chào tất cả các bạn.